Khắc Hưng thực sự là một người hoạt động trong nghề cũng khá là lâu năm rồi, và mình cũng đã làm được rất là nhiều cái chương trình từ lớn đến nhỏ. Một trong những cái chương trình mà Hưng cảm thấy đặc biệt nhất, cảm thấy hồi hộp nhất cũng như là cảm thấy tự hào nhất, bởi vì là đây là một cái live show đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát của anh trai Hưng là anh Khắc Việt, và cũng là một cái live show mà từ trước đến giờ Hưng nghĩ rằng là tất cả những cái bài hát đã đi cùng với Hưng cũng như anh Việt từ rất là lâu rồi, trong vòng cách đây phải hơn 10 năm, từ những cái lúc mà hai anh em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cơ, và đến bây giờ nó đã sống lại dưới những cái tinh thần khác, những cái bản phối khác, với lại một cái dàn nhạc và âm thanh, ánh sáng và tất cả mọi thứ nó khác đi rất nhiều. Và Hưng cảm thấy được rằng là lâu lắm rồi mình mới hộp như thế này. Thực ra thì đối với Khắc Việt, bạn ấy cũng có rất là nhiều thuận lợi, bởi vì là Việt có rất là nhiều những cái bài hát có thể nói là hit, và nó đã từng được gọi là được rất là nhiều người yêu mến trong suốt cái quá trình hoạt động âm nhạc của bạn ấy. Đối với ekip thì nó cũng không phải là cái việc quá khó để mà lên cái ý tưởng chung. Và hơn nữa là đây là một cái chương trình dành cho sinh viên, thì chắc chắn rằng là các bạn sinh viên thì luôn luôn là rất là dễ thương. Vậy chỉ làm sao để có thể giữ được cái nhiệt của các bạn ấy thôi. Và Việt thì cũng là một ca sĩ mà rất là có kinh nghiệm cho các cái chương trình mà diễn cho những hàng chục nghìn người, chục nghìn khán giả, nên là cái việc mà thực hiện cái show này nó cũng không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc, bởi vì ít nhiều thì đây nó cũng là một cái chặng đường đánh dấu trong một cái quãng thời gian khá là dài hoạt động của Việt, và đây cũng là một cái live show đánh dấu cái hoạt động của bạn ấy. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình. Nhi thì khá là gọi là thân thiết với lại anh Việt, bởi vì là cũng đã rất là nhiều các cái chương trình ca nhạc có cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện cùng với anh Việt. Thì anh Việt là một người anh mà Nhi vô cùng là yêu quý, bởi vì là tính cách rất là thân thiện và đại. Mà thêm một cái nữa là anh Việt thì lại rất là máu lửa với lại nghề nghiệp và sự nghiệp của anh Việt. Nên bản thân Nhi khi mà nghe thấy thông tin anh Việt tổ chức live show, thật ra thì đã nghe lâu rồi, bởi vì là anh Việt anh máu lửa, anh đã ấp ủ là làm rất là nhiều năm về trước, à không, hình như là 1-2 năm trước gì đấy. Nhưng mà vì một vài lý do cho nên là đến tận bây giờ anh Việt mới có thể làm cái live show để mà đồng hành với tất cả mọi người. Thì chắc chắn rằng là Nhi luôn luôn mong muốn là có thể đồng hành cùng với anh Việt, vì là rất là quý anh và yêu thích những ca khúc của anh. Và Nhi cũng xin chúc cho anh Việt sẽ tiếp tục và giữ được đam mê của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả.